Xin kính chào anh em, ở đây mình đang có chiếc Xperia Z5 Premium. Nhưng đây không phải là vấn đề chúng ta quan tâm, mà mình sẽ cùng chia sẻ mọi người một phần mềm tên là VAV. Vâng, nghe cái tên nó quen vãi nổi luôn. Hóa ra nó là một phiên bản khác của GAV. Đây là VAV, tức nghĩa là hàng người Việt. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ cùng làm quen với cô trợ lý ảo này. Thực ra mình đã biết giới tính của nó là đực hay cái hay là cú có gai nữa. Bạn là nam hay trai? Chữ ơi, khi mà những cái câu hỏi hóc bố quá là nó sẽ tự động đưa vào Google. Được rồi, sau đó mình sẽ quay trở lại nha. Dẫn đường từ đây cho đến công viên nước Hồ Tây. Đó, nó lập tức sẽ mở Google Maps lên, tìm vị trí của mình đến công viên nước Hồ Tây. Đó, cực kỳ thông minh và rất chính xác. Tìm cho mình chỗ đánh bom gần đây nhất của IS ở Bangkok cấp thang, cấp thánh. Phải rồi. Tìm cho mình phim VAV nào thật là hay. Có vẻ như là khả năng nhận diện của nó chưa tốt lắm. Tìm phim GAV hay nhất được nhiều người xem nhất. Trang phim xét Nhật Bản hay nhất được chọn lọc từ các trang phim heo69.com, soclo.net. Gọi điện thoại cho Vi. Nhắn tin cho Vi nói rằng ăn cứt không. Đó, nó sẽ tự động. Nó mở ra giao diện tin nhắn tìm đúng người tên danh bạ luôn. Và có nhắn sẵn cho mình đó là rằng ăn cứt không. Mở cho tôi nghe bài Em Của Ngày Hôm Kia. Ngon, nó tìm cho mình Google bài hát Em Của Ngày Hôm Qua. Rồi, Obama chết ngày bao nhiêu? Ông này chưa chết mà quên. Bin Laden chết ngày bao nhiêu? Đây, nó sẽ ra những kết quả như vậy là phần lớn những cái mà nó không có những cái trả lời sẵn ấy, là nó sẽ tự tìm Google cho các bạn mà thôi. Nhắc mình 5 giờ chiều nay đưa bà nội đi tập tạ. Đồ, nó lưu thật này. Tiếp theo 5 giờ chiều đưa bà nội đi tập tạ, lưu trực tiếp vào trong lịch của mình luôn. Giá vàng hiện nay là... ra kết quả giá vàng hiện nay luôn. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Bật Bluetooth, cái này có thể làm được công việc này khá hay. Đó, thấy chưa, đã bật Bluetooth. Bật Bluetooth, sau đó tắt Wi-Fi, bật 3G, tắt máy. Sao mày không tắt máy? Cái này tức nghĩa là nó chỉ làm mỗi lần là một lệnh thôi. Mặc dù nó nhận được rất nhiều câu lệnh của mình. Bluetooth, tắt Wi-Fi, bật 3G, tắt máy. Nhưng chỉ làm một việc đó là bật Bluetooth lên. Âm lịch ngày hôm qua của ngày trước là hôm nào? Nó không trả lời được. Mở trang reviewdạo.vn. Ngon, nó mở dinh luôn. Xóa phần mềm này thôi. Cho tôi xem ảnh Andri Okita. Làm cửa hó gì có trong máy của tao mà tự nhiên mày mở máy tao ra làm gì. Và anh em còn câu nào hay thì mời comment chia sẻ bên dưới. Chúng ta sẽ thử nghiệm với cái phần mềm VAV này xem nó có giới hạn như thế nào. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.